Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 cầu thủ của đội bóng đá xi măng The Vistai Ninh Bình là Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Xuân Phú, Phan Anh Tuấn và ra lệnh bắt tạm giam 2 cầu thủ Trần Mạnh Dũng, sinh năm 1990, thường trú tại thành phố Nam Định và Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1980, thường trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, đồng thời khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Đào Đức Lợi, sinh năm 1974, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã xác minh làm rõ hành vi cá độ bóng đá của nhóm cầu thủ trên. Cụ thể, ngày 18 tháng 3 năm 2014, câu lạc bộ xi măng The Vistai Ninh Bình có trận đấu với đội Kelantan Malaysia tại giải AFC Cup. Trước đó, ngày 15 tháng 3, Trần Mạnh Dũng đã bàn với Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt cùng nhau cá độ bóng đá trận đấu với đội Kelantan. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2014, khi đội bóng sang Malaysia, nhóm cầu thủ này đã rủ thêm Phú, Anh, Từ, Tuấn và Hưng cùng tham gia với hình thức giao kèo dựa trên tổng tỷ số trận đấu. Sau khi thống nhất với cả nhóm, Trần Mạnh Dũng đã nhắn tin cho Đào Đức Lợi ở Hải Phòng để đặt độ. Lợi đồng ý nhận đặt 1 tỷ 20 triệu đồng. Ngày 18 tháng 3, trận đấu kết thúc với kết quả The Vistai Ninh Bình thắng đội Kelantan tỷ số 3-2, có tổng số 5 bàn thắng nên các cầu thủ cá độ thắng được 800 triệu đồng. Khi về Việt Nam, được Đào Đức Lợi chuyển tiền, các cầu thủ ra sân đá chính là Hùng, Duyệt, Từ, Hưng, mỗi người được chia 85 triệu đồng. Các cầu thủ dự bị Anh, Tuấn, Dũng, Phú và Dũng mỗi người nhận 75 triệu đồng. Ngoài ra, do sợ bị lộ nên Trần Mạnh Dũng đã chi 20 triệu đồng cho Lê Văn Thắng và 50 triệu đồng cho Hoàng Danh Ngọc để lại quả vụ này, chi 15 triệu đồng tiền phí cá độ cho Đào Đức Lợi. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Bình đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án.